đã có lỗi việt vị của Văn Toàn trong tình huống tấn công của các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong pha bóng vừa rồi. Trận đấu mà Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng trước BKB Bình Dương với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Hoàng Gia Lai có thể có được thành tích tốt trước BKB Bình Dương ở các trận đấu tại sân nhà ở Pleiku. Hoàng Gia Lai tiếp tục được hưởng một quả đá phạt khác và người thực hiện vẫn là Minh Vương. Một tình huống xử lý không an toàn của Tấn Trường. Phong Hồ Duy không được phản công cho BKB Bình Dương. Tô Văn Vũ. Hôm nay thì Tô Văn Vũ thi đấu lệch sang phía cánh trái, nhường lại cánh phải cho Hồ Sĩ Giáp. Tô Văn Vũ nguy hiểm. Sĩ Giáp đã không thể băng theo kịp đường truyền của Tô Văn Vũ. Đây là huấn luyện viên Thanh Sơn cùng với ban huấn luyện của mình. Nguyễn Phong Hồng Duy rất thoáng cho Châu Ngọc Quang. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm nhưng chưa bàn thắng cho Hoàng Gia Lai. Trời mưa sân trơn đã gây rất nhiều khó khăn không chỉ cho đội bóng tấn công mà cho cả những cầu thủ phòng ngự nữa. Suýt nữa thì Hoàng Gia Lai đã có bàn thắng mở tỷ số trong pha bóng lộn xộn vừa rồi. Đây có thể nói là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Hoàng Gia Lai trong trận đấu này. Pha tạt bóng tốt của Châu Ngọc Quang và tình huống xử lý tương đối vụng về của Sumeko. Suýt nữa thì đã tạo nên một pha phản lưới nhà. May là Bùi Tấn Trường còn tập trung và phản xạ kịp thời trong pha bóng vừa rồi. Tốc độ của Văn Toàn. Văn Toàn tiếp tục vẫn là Văn Toàn. Nguyễn Phong Duy. Lần này thì Sumeko đã can thiệp kịp thời và chính xác hơn rất nhiều. Văn Thành hỗ trợ phòng ngự rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Một pha Châu Ngọc Quang. Tuyến này, Văn Toàn không vào. Pha dứt điểm cơ bản bằng lòng phải của Văn Toàn lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Tấn Trường bên phía BKB Bình Dương. Pha ngăn chặn tốt của Trương Trọng Sáng. Còn đây là pha dứt điểm của Văn Toàn. Pha đặt lòng rất cơ bản nhưng nó vẫn còn quá hiền. Tiếp tục là một tình huống Văn Thành đã hỗ trợ hàng phòng ngự tốt. Bóng vẫn đang trong quyền kiểm soát của BKB Bình Dương. Bóng đã chạm tay Minh Vương trong pha tranh chấp với Trọng Huy và trọng tài cho BKB Bình Dương được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Đúng là bóng đã chạm tay Minh Vương trong một pha tranh chấp rất sát. Đứng trước bóng đang là Tô Văn Vũ, Lê Tấn Tài. Cú đá thẳng. Rất tiếc là bóng đi không chính xác. Bóng đi quá cao so với khung thành của Lê Văn Trường. Châu Ngọc Quang. Tốc độ của Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Sumeko đã rất vất vả mới có thể kịp thời phá bóng trước mũi giày của Văn Toàn. Văn Vũ. Trọng Huy. Xuất ra, không vào. Cú đá sở trường của Trọng Huy. Từ khoảng cách khoảng 25m thì Trọng Huy đã tung ra một cú đá chéo góc hết sức khó chịu. Rất may cho Hoàng Gia Lai là bóng đã đi chệch cột dọc sau pha dứt điểm vừa rồi. Pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Rất tiếc cho Trọng Huy với pha dứt điểm vừa rồi. Nếu như nó đi vào bên trong khoảng nửa mét nữa thôi thì rất có thể đó sẽ là một siêu phẩm. Rất nguy hiểm, cú đá từ xa bất ngờ của Văn Thành. Cực kỳ ngoạn mục, may là thủ môn Tấn Trường đã tập trung trong tình huống vừa rồi. Không phải là Văn Thành mà là cú đá của Trọng Sáng. Không ai nghĩ rằng Trọng Sáng sẽ băng lên và tung ra pha dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Vào lúc 19 giờ sẽ là trận đấu trên sân vận động Thống Nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh.
Trước khi vòng đấu này diễn ra thì khoảng cách điểm số giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang là 5 điểm. Và nếu như ngày hôm nay Hà Nội duy trì được khoảng cách và tỷ số hiện tại thì thậm chí là khoảng cách đó sẽ được kéo giãn ra thành 8 điểm. Nhưng Than Quảng Ninh cũng là một đối thủ mà có phong độ không thực sự ổn định. Thế nên việc Thành phố Hồ Chí Minh giành 3 điểm trên sân Thống Nhất cũng là một điều khá khả thi. BKM Bình Dương được hưởng một quả phạt rất nguy hiểm bên phía cánh trái và người thực hiện là Lê Tấn Tài. Biết bóng rất căng, đã có bàn thắng cho các thủ BKM Bình Dương và người ghi bàn là Tiến Linh. Vẫn là một kịch bản vô cùng quen thuộc. Tấn Tài đá phạt cắt cột một và Tiến Linh lướt lên và nhanh hơn tất cả đánh đầu lái bóng ghi bàn. Một bàn thắng rất đẹp và nó thể hiện sự ăn ý giữa hai cầu thủ. Lê Tấn Tài đá phạt và Tiến Linh là người dứt điểm. Ngoài ra cũng phải nói đến kỹ năng chơi đầu tuyệt vời của Nguyễn Tiến Linh. Bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh ở mùa giải này. Và đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho không chỉ Tiến Linh, không chỉ cho BKM Bình Dương mà còn đội tuyển U23 Việt Nam nữa. Pha đánh đầu rất kỹ thuật của Tiến Linh. Pha trượt đầu vừa đủ nhưng vô cùng hiểm hóc để hạ gục thủ môn Lê Văn Trường. Một lần hiếm hoi Văn Thành dâng cao để hỗ trợ tấn công. Không có lỗi của các cầu vệ BKM Bình Dương. Pha tranh chấp tốt của Trọng Sáng. Đã có lỗi việt vị của Văn Toàn, rất tiếc cho Văn Toàn. Đó là pha phối hợp tốt giữa Minh Vương và Văn Toàn. Đường truyền trực diện và Văn Toàn di chuyển giữa khe của hai trung vệ để nhận bóng. Nhưng có vẻ như một lần nữa cầu thủ số 9 vẫn xuống hơi sớm. Sai lầm của Rabo Ali, Văn Toàn. Nhưng Sumiko đã kịp thời sửa sai cho Rabo Ali. Lê Tấn Tài, phong độ tuyệt vời của người đội trưởng bên phía BKM Bình Dương. Tô Văn Vũ. Hồ Tấn Tài. Tiến Linh. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có trừ pha dứt điểm cuối cùng của Tiến Linh thôi. Pha không chế bóng trước đó của Tiến Linh cũng là rất tuyệt vời. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng thì lại hơi vội và pha ngả người quăng mu của Tiến Linh, bóng đã không đi chính xác. Không vào. Lê Văn Trường đã phải đấm bóng ngay trên vạch vôi. Tô Văn Vũ. Nguy hiểm. 2-0 cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Và đó là bàn thắng của Hồ Sĩ Giáp. Từ một tình huống lộn xộn, Hồ Sĩ Giáp đã không chơi bóng và xoay người rất nhanh. Còn đây là niềm vui của cổ viên trên sân động Bình Dương và nỗi buồn của Lê Văn Trường. Pháo hoa đã nở rộ trên sân Bình Dương ngày hôm nay khi mà đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2. Chiến thắng đã rất gần với đội bóng đất thủ. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Lẽ ra đó phải là một tình huống việt vị. Sĩ Giáp đã di chuyển từ phía dưới hàng phòng ngự lên và nhận bóng trong pha dứt điểm vừa rồi. Bây giờ thì khó khăn sẽ dành cho Hoàng Gia Lai gấp bội. Văn Toàn, pha xử lý tuyệt vời của Văn Toàn nhưng chưa để chiến thắng được Tấn Trường. Tấn Trường đã quá hay trong pha xử lý xuất thần vừa rồi. Văn Toàn đã làm mọi thứ có thể, lướt đi như một cơn gió và thực hiện cú chích bóng nhanh như điện. Nhưng Tấn Trường vẫn kịp phản xạ ở những giây cuối cùng, những khoảnh khắc cuối cùng. Pha bóng rất hay của cả Văn Toàn lẫn thủ môn Bùi Tấn Trường. Xuân Trường vào sân và người phải rời sân nhường chỗ cho anh là Minh Vương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Một pha bóng quá nhanh và Văn Toàn cũng đã tung ra một pha chích mũi
cực kỳ chính xác. Văn Toàn, bóng vẫn trong sân và không có lỗi của Đinh Thanh Bình. Văn Toàn, một tình huống mà Toàn đã mất thăng bằng và tự ngã chứ không có tác động của Rabo Ali. Cú đá từ rất xa, trời mưa sân trơn và rõ ràng là những cú đá như vừa rồi của Lê Xuân Trường là rất khó chịu. Bóng đã bật vào mặt của Tấn Trường. Cú đá rất hay của Xuân Trường, cú đá không cần đà, bóng bật đất và nảy với một quỹ đạo khó lường. Lúc này thì đội bóng đất thủ có sự thay đổi người thứ ba. Si Giáp sau những công hiến, sau những cố gắng trong trận đấu này, và phải thừa nhận rằng Si Giáp đã việt vị trong pha bóng ghi bàn này nhưng lại được trọng tài công nhận. Bóng đã chạm chân của hai cầu thủ phòng ngự Hoàng Gia Lai nhưng đó đều là những pha chạm bóng bị động và người ta sẽ xét việt vị vào thời điểm mà bóng rời chân của Tô Văn Vũ, và lúc đó thì Hồ Si Giáp đã ở rất sâu dưới hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Trong lúc chúng ta đang nói về sự thay đổi người thì Hoàng Gia Lai đã nhận thêm bàn thua thứ 3 và người có pha nâng tỷ số lên 3-0 là Tiến Linh. Tiến Linh đã có cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này và cũng là bàn thắng thứ 4 của anh ở V-League năm nay. Tiến Linh đã ít ghi bàn nhưng mỗi lần ghi bàn là phải là một cú đúp. Cú đúp trong trận đấu với Hải Phòng và bây giờ là cú đúp vào lưới của Hoàng Gia Lai. Giây phút mất tập trung của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ. Còn Lê Tấn Tài và Tiến Linh lại cùng nhau lập nên một bàn thắng khác. Vẫn là Tấn Tài chuyền, Tiến Linh di chuyển. Nhưng pha xử lý này của Tiến Linh thậm chí còn hay hơn pha gì dứt điểm đầu tiên. Cho đến khi kết thúc mùa giải, lúc này thì BKM Bình Dương đã bị loại khỏi đấu trường AFC Cup. Họ đã thất bại trước Hà Nội trong trận chung kết của khu vực. Bình Dương chỉ còn quan tâm đến đấu trường cúp quốc gia và phấn đấu để có được vị trí tốt ở V-League năm nay. Thanh Thảo suýt nữa thì có bàn thắng thứ 4 cho các cầu thủ BKM Bình Dương và đó là một pha dứt điểm rất ngẫu hứng của Tô Văn Vũ. Rõ ràng là khi áp lực tâm lý được cởi bỏ thì các cầu thủ của BKM Bình Dương đã chơi rất hay, từ pha dẫn bóng xuất thần của Thanh Thảo cho đến cú đá ngẫu hứng của Tô Văn Vũ. Lê Văn Trường đã phải bay hết người để cứu thua trong pha bóng vừa rồi. Và chưa cần phải thực hiện tình huống đá phạt góc thì trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã nổi hồi còi kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu giữa BKM Bình Dương và Hoàng Gia Lai. Đội chủ nhà đã vượt qua Hoàng Gia Lai với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Tiến Linh và một bàn thắng của Sĩ Giáp. Một trận đấu mà các thủ chủ nhà BKM Bình Dương đã chơi tốt hơn đội khách. Họ đã chọn được đấu pháp hợp lý để thi đấu một cách hiệu quả trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra với điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi, trời mưa sân trơn. Ngoài ra lại cũng đã không có được lực lượng tốt nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Họ chỉ có được sự phục vụ của một ngoại binh là Kim Bong Jin. Những cầu thủ khác như Xuân Trường cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, BKM Bình Dương tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Hoàng Gia Lai sẽ tiếp tục có thể sẽ lún sâu hơn nữa ở vị trí của phía dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên V-League vẫn còn 5 vòng đấu và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự nỗ lực vươn lên của các chàng trai phố núi. Và đây là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay, Tiến Linh, hoàn toàn xứng đáng với cú đúp có được vào lưới Hoàng Gia Lai. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.